theo là một câu hỏi của khán giả Nguyễn Minh An tại Trà Vinh có hỏi là tôm tôi nay được 24 con một ký, khoảng 5 ngày trở lại đây thì tôm hầu như không thấy tăng trưởng. Chuyên gia có giải pháp gì giúp tôm về dưới 20 con một ký hay không? Với câu hỏi này thì chương trình xin mời phần tư vấn của anh Nguyễn Nhân Rí. Xin chào anh An ha. Rí cũng xin chia sẻ về cái câu hỏi của anh. Thì thường là tôm mà về size lớn á, cái tuổi tôm là cái nhiệt tôm nó đã già rồi đó, thì con tôm nó sẽ có cái dinh dưỡng, nó sẽ có ba cái đường. Ở tuổi nhỏ dưới 3 tháng tuổi á, thì cái dinh dưỡng nó vào con tôm nó có hai đường thôi. Đó là một cho duy trì sự sống và hai là cho cái sinh trưởng. Nhưng mà khi mà tôm nó già tôm đi, cái nhiệt tôm nó bắt đầu nó phát triển lên, thì lúc này một cái nhu cầu dinh dưỡng tôm xuất hiện nữa là cái nhu cầu cho sinh sản. Cho nên là tại sao mà chúng ta nuôi tôm về size lớn là FCA bắt đầu tăng và cái tôm bắt đầu chậm phát triển lại, là do cái dinh dưỡng khi mà đi vào cơ thể con tôm á, là nó sẽ chia ra cái ba cái đường. Đường này nó bị chia sẻ cho cái phần mà con tôm nó cho cái nhu cầu sinh sản của nó. Cho nên là không lạ gì mà khi tôm chúng ta về cái size, thường là bà con nuôi tôm về size lớn là ta gọi là có size tử. Size tử là nếu mà trên cái size đó thì bán giá khác, mà dưới size tôm đó thì chúng ta có lệch là 5-10 ngàn một ký. Cho nên bà con thường gọi là size tử và quyết tâm là nuôi để vượt qua cái size đó để kiếm đồng lời. Thì hiện giờ Tâm Việt cũng có rất là nhiều cái giải pháp giúp cho cái bà con đưa cái giải pháp này vô cho tôm ăn, để cho cái con tôm nó lớn tăng trưởng đều, trong cái điều kiện là khi mà chúng ta muốn con tôm nó lướt qua giai đoạn này. Thì đây là cái sản phẩm Fit, sản phẩm Amingon. Thì đây là cái bộ sản phẩm Fit Ad và Amingon để giúp cho cái đàn tôm mình tăng trưởng tốt trong những cái điều kiện. Thì đây là sản phẩm được kết hợp các thành phần dinh dưỡng như Nulautid, vitamin, đặc biệt là vitamin D3 và khoáng chất để giúp cho con tôm nó có cái tích lũy năng lượng tối ưu hơn. Thứ hai nữa là cải thiện stress. Đặc biệt là khi cái nhiệt tôm mà trong cái đàn tôm nó tăng lên thì lúc này con tôm nó bị stress liên tục. Thì đó là một trong những cái nguyên nhân mà dẫn tới cái đàn tôm mình không tăng size. Cho nên là ở cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ can thiệp vô bằng cái sản phẩm tăng trọng. Thì ở sản phẩm tăng trọng á, nhiều cái bên ngoài thì người ta rất là ngại xài, tại vì khi mà đưa sản phẩm tăng trọng vô á thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái gan và ruột. Nếu mà chúng ta ăn đường dài sẽ làm cho ruột lỏng, rồi gan xấu, rồi lột vỏ không cứng, và những cái khuyết điểm đó là cho bà con ngại cái tăng trưởng. Nhưng mà ở cái bộ Amingon này được thiết kế bởi những chuyên gia của Tâm Việt là cùng với lại bên Kenmin, thì đưa ra cái trạng thái cân bằng giúp cho con tôm nó tăng trưởng tốt. Thì hiện giờ là trong cái nuôi tôm, chăm sóc tôm hiện giờ để nuôi tôm về size lớn, thường là giai đoạn 2 tháng đầu tiên là người ta sẽ chọn là cho ăn là Fit Ad, 2 tháng sau thì sẽ chọn là Amingon để giúp cho cái đàn tôm nó tăng trưởng về 20 con một ký. Thì cũng Rí cũng chia sẻ với lại anh An hang là bây giờ mình cứ lấy Amingon về, mình cho tôm ăn khoảng chừng 3-5 gram trên ký gram thức ăn, ăn ngày 2 cử. Thì ăn liên tục trong vòng 3-5 ngày cho đàn tôm mình nó sẽ tuột xoay về mỗi ngày một con ký. Chúc anh thành công. Vâng, xin được cảm ơn anh Rí và với phần tư vấn vừa rồi.